Sáng nay 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông. Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Phạm Phương Bình, Trưởng Phòng Kế toán Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao quyết định về việc cho công chức lãnh đạo được thôi việc và nghỉ hưu theo Nghị định số 46 của Chính phủ đối với ông Lý Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Đồng thời trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, thời điểm hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Tại buổi lễ, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà lãnh đạo Sở Y tế và Sở Tư pháp cho hoạt động của ngành suốt thời gian đương chức, đồng thời mong muốn các cán bộ nghỉ hưu tiếp tục đóng góp ý kiến, giúp ngành y tế và tư pháp đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Đối với những cán bộ được bổ nhiệm, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng những cán bộ này sẽ có nhiều đóng góp, sáng kiến, cách làm hay, giúp đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.